Quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên trong hôm nay và ngày mai thì ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Dự báo thì do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông hoạt động yếu, nên ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm trong vòng 12 giờ. Ngoài ra, thì khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 60mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Dự báo về chỉ số tia UV cực đại tiềm năng, quý vị thân mến, trong 3 ngày tiếp theo thì thành phố miền Bắc phổ biến sẽ có nguy cơ gây hại trung bình, riêng ngày 21 tháng 11, Hà Long và Hải Phòng sẽ có nguy cơ gây hại cao. Với các thành phố miền Trung và miền Nam thì đều có nguy cơ gây hại cao trong 3 ngày tới. Người dân khi ra đường thì quý vị nên lưu ý là che chắn cơ thể thật kỹ, bôi kem chống nắng, bổ sung thật nhiều vitamin, ăn nhiều trái cây để cấp nước cho cơ thể. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì cũng giống như hôm qua, Tường Vy đang cảm thấy thời tiết khá là nóng bức. Tuy nhiên thì theo dự báo hôm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Quý vị khi ra đường cũng đừng quên mang theo dù, áo mưa hoặc là các vật dụng bảo hộ khác để bảo vệ cơ thể. Thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại một số vùng miền, Tường Vy mời quý vị theo dõi qua bản nền nhiệt độ ngay sau đây. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Trời có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc là 18 đến 21 độ, phía Nam là 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Trời có mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là 28 đến 31 độ, trời có mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.